Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn trong bài viết Poverty Porn, từ thiện hiệu quả hay là vỏ bọc nhân văn. Trong thời gian gần đây, có lẽ chưa bao giờ từ thiện lại là chủ đề thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng tới thế. Từ thiện thế nào cho đúng cách, đối tượng nào cần được ưu tiên nhận trợ giúp, những điều gì nên và không nên làm trong quá trình từ thiện, vân vân và vân vân. Chỉ khi những vụ việc vừa rồi xảy ra, chúng ta mới thấy có quá nhiều vấn đề khó giải quyết trong phạm vi của một chủ đề từ thiện, một chủ đề mà không hề đơn giản như chúng ta vẫn thường nghĩ. Từ thiện thực ra là một phạm trù phức tạp và cần những nghiên cứu chuyên sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả một việc tưởng chừng như đơn giản, đó là sử dụng hình ảnh, thông tin của những đối tượng cần được trợ giúp để làm truyền thông cho quá trình từ thiện cũng là một vấn đề cần được xem xét lại cẩn thận. Những hình ảnh vốn gây cảm giác đau khổ, liệu có nên được xử lý và tiết chế lại để bớt gây phản cảm hơn? Video ngày hôm nay của Spy Room sẽ cùng các bạn giải quyết những câu hỏi trên. Nếu theo dõi các trang truyền thông của nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện, thậm chí trên báo đài chính thống, thì có lẽ là bạn đã nhiều lần bắt gặp những video, những hình ảnh đau khổ về mặt thị giác được khai thác dựa trên hoàn cảnh của người khó khăn. Nghèo đói, bệnh tật, bất công, xung đột, thiệt hại, vân vân, nhằm kích hoạt một số cảm xúc ở khán giả. Sự thương hại, cảm giác tội lỗi, xấu hổ, vân vân. Thiện cảm cần thiết phục vụ tăng các khoản quyên góp từ thiện hoặc là ủng hộ cho một mục đích nhất định nào đó. Thực tiễn này đã và đang gây ra nhiều tranh cãi, trong khi một số người ca ngợi nó là cách để có thể giúp các tổ chức từ thiện đạt được mục tiêu của họ, như là việc UNICEF và Oxfam thường vẽ nên chân dung của nạn nghèo đói và trẻ em để thu hút sự cảm thông và tăng cường đóng góp. Thì một số khác lại nghĩ, việc phơi bày sự đau khổ của một người một cách công khai thông qua hình ảnh, cuộc phỏng vấn và các phương tiện khác là hành vi không thể chấp nhận được. Cụm từ Poverty Porn đã được sử dụng vào những năm 80 của thế kỷ trước và dần dần trở nên phổ biến để chỉ những nội dung như trên. Vậy thì chính xác Poverty Porn là gì? Các chuyên gia xã hội học tạm đưa ra một giải thích cho cụm từ này, đó là bất kỳ dạng truyền thông như là viết, hình ảnh, phim, âm thanh hay là video nào khai thác tình cảnh nghèo đói, đau khổ nhằm tăng sự cảm thông để bán báo hoặc là gây từ thiện hoặc để lấy danh tiếng thì sẽ được coi là Poverty Porn. Nói đến các sản phẩm kích dục, porn, người ta thường nghĩ ngay đến tình dục. Nhưng trong mỗi con người lại còn những tính dục, tức là ham muốn mạnh mẽ khác. Lòng thương hại chính là một trong số đó. Con người luôn có xu hướng xúc cảm rất mạnh trước những mảnh đời nghèo khổ, những đứa trẻ đói khát và những số phận gian truân. Và nếu như tình dục có một dòng sản phẩm văn hóa riêng để đáp ứng, thì lòng thương hại bây giờ cũng có. Rõ ràng, Poverty Porn là một trong những hàm ý không mấy tích cực lắm và có nhiều người phản đối Poverty Porn bởi một số lý do. 1. Hành vi này xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, đặc biệt là đối tượng trẻ em vị thành niên, được coi là những người dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ đặc biệt. Trẻ em chưa đủ nhận thức, không thể tự bảo vệ mình. Hơn thế, với sự hỗ trợ của các nền tảng kỹ thuật số, những hình ảnh có thể lan rộng nhanh chóng và được sử dụng theo nhiều cách bất hợp pháp mà không cần sự cho phép của chủ thể hoặc là người đăng ảnh. Thực tế, có nhiều tổ chức sử dụng bất hợp pháp những hình ảnh để trục lợi dựa trên sự thương cảm của những người khác. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu như những người mình tạm được gọi là nạn nhân của đói nghèo hoặc là một tai nạn nào đó, họ sẽ nghĩ gì, họ sẽ cảm thấy gì, liệu họ có đau khổ không khi những hình ảnh tồi tệ nhất, đau khổ nhất của mình được sử dụng làm công cụ truyền thông, được công bố cho hàng nghìn, hàng vạn người xem, bàn tán và bình luận. Cộng đồng mạng Việt Nam vốn đã có không ít lần chứng kiến những vụ việc tương tự như vậy, thậm chí những bài viết với mục đích thương cảm kiểu như này còn nhận phải không ít những comment thiếu tích cực, comment trái chiều từ những đối tượng không lịch sự. 2. Bằng cách sử dụng Poverty Porn, những cá nhân, tổ chức làm truyền thông đang đặt những người bị khai thác vào tình thế nguy hiểm bởi sự săn mồi của những tổ chức hoạt động bất hợp pháp với mục đích bắt lao động nô lệ, thậm chí bóc lột tình dục hay mua chuộc để thực hiện các hành vi nguy hiểm khác. 3. Cách làm này của các tổ chức đã làm đơn giản hóa các vấn đề nghiêm trọng như là bệnh tật, nghèo đói, thiên tai, xung đột, v.v. Kết quả không chỉ của các vấn đề cá nhân mà còn là của cả hệ thống.
Poverty porn khiến cho các thực tế phức tạp trở nên dễ hiểu, dễ xử lý. Nó không tạo ra được sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề đang tồn tại và những thay đổi cơ cấu cần được thực hiện để giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả. Thay vào đó, việc đăng tải các hình ảnh đau khổ và thiếu thốn đã ngầm khẳng định vật chất chính là vấn đề và cũng là giải pháp. Và các hoàn cảnh khó khăn có thể được giải quyết thông qua một cuộc điện thoại đơn giản hoặc là quyên góp từ thiện. Nhiều trường hợp, cho tới cuối cùng, vẫn không có một ai thực sự hiểu tường tận mọi việc hay những khó khăn thực sự mà chủ nhân của câu chuyện đó được chia sẻ đã gặp phải. Nhiều khi người ta hướng sự chú ý và trí tò mò của người xem tới sự túng quẫn về mặt vật chất hay là một khía cạnh nào đó, trong khi sự thật thì chủ nhân của câu chuyện lại gặp khó khăn ở một vấn đề khác. Nhiều trường hợp cái nghèo, cái khổ được mô tả không đầy đủ lại trở thành thứ thuốc kích thích cho những status thể hiện lòng thương cảm, ái ngại, cho những sự hỗ trợ kiểu mang mì gói, nước uống đến tặng. Và nhiều vấn đề tổng thể vốn là cái gốc của vấn đề, cho tới cuối cùng vẫn không được giải quyết. Các sản phẩm Poverty Porn mô tả cái nghèo bằng những đau khổ nhìn thấy được, đến từ việc thiếu thốn vật chất. Nó khiến những hoàn cảnh phức tạp của con người trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu và dễ xử lý. Cái hại của việc dễ xử lý khi đứng trước một câu chuyện như thế, một nỗi thống khổ của riêng một cá nhân, chính là khi đó người ta luôn có cảm giác tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là quyên góp. Đó tất nhiên không phải là cách giải quyết vấn đề. Hoạt động này có khả năng tạo ra những tác động đáng kể khi nguồn lực huy động được đến tay các tổ chức làm từ thiện hiệu quả. Tuy nhiên, nó duy trì những ý thức hệ nguy hiểm và lâu dài. Nó như một cái máy nhắc nhở những người khó khăn, họ là những người thụ hưởng không nơi nương tựa. Đồng thời, khiến cho những nhà tài trợ nghĩ rằng họ chính là những vị cứu tinh, là những người duy nhất có khả năng tạo ra sự khác biệt. Cũng vì thế mà những việc như là trao quyền cho người nghèo và đồng hành cùng với họ nhận ra khả năng vốn có của họ cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực và thay đổi cộng đồng như thế nào, cũng không được mảy may nhắc đến. Điều này dẫn đến lý do thứ tư. Thứ tư, Poverty Porn tạo ra những sai lầm trong nhận thức của cả người giúp đỡ và người được nhận giúp đỡ. Thứ nhất, như ta đã nói ở trên, Poverty Porn khiến cho những nhà tài trợ, những người làm từ thiện nghĩ rằng vì nguồn lực và vị thế của họ trong xã hội, họ có khả năng trở thành những vị cứu tinh cho nhóm người yếu thế. Nó không đánh thức được nhu cầu chuyển đổi kinh tế và giáo dục lẫn nhau. Thay vào đó, nó tiếp tục duy trì chủ nghĩa gia đình nguy hiểm. Thứ hai, Poverty Porn đã định nghĩa những người bị khai thác bằng sự đau khổ và tước bỏ quyền cơ bản và những phần quan trọng của một con người. Quyền tự quyết, quyền tự chủ và tiềm năng vô hạn. Họ bất lực, phụ thuộc vào sự hỗ trợ của những người giàu có để tồn tại. Và họ trở thành những gì họ được truyền thông nói về. Đó là lý do tại sao những người trong hoàn cảnh khó khăn gần như không thể nào thoát ra được. Sự thay đổi bền vững cho các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là tổng các khoản quyên góp và nguồn lực tài chính lớn mạnh. Nếu chúng ta muốn thực sự tạo ra sự khác biệt, chúng ta phải tạo ra những con đường để tiếng nói của họ được lắng nghe và không áp đặt giải pháp cứu tinh của chúng ta lên họ. Họ phải là một phần của giải pháp riêng của họ, cũng như là duy trì vai trò và danh tính của họ đối với cộng đồng. Thực sự giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn có nghĩa là trao quyền cho họ để họ thay đổi cộng đồng của chính họ. Phần lớn con người đều muốn tạo ra một sự khác biệt trong cuộc đời. Nhưng ý định tốt vẫn rất dễ dàng đem lại kết quả tệ, và một mục tiêu chính đáng không thể bào chữa cho những cách thức không chính đáng để đạt được mục tiêu đó. Thách thức đặt ra là khi chúng ta giúp đỡ người khác, làm sao để chúng ta có thể chắc chắn rằng sự giúp đỡ đó hiệu quả nhất có thể? Làm sao để chắc chắn trong quá trình làm việc thiện, chúng ta không vô tình gây ra những thiệt hại? Đó cũng là những gì mà William Mark Askew muốn bạn hiểu rõ qua cuốn Doing Good Better, tên tiếng Việt là Làm Việc Thiện Đúng Cách, bằng việc dẫn ra những câu chuyện thực tế và kết quả nhiều năm nghiên cứu. William Mark Askew đã khiến độc giả không khỏi bất ngờ trước những chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Cho đi chưa bao giờ là việc dễ dàng, cho đi đâu và bằng cách nào cũng là một việc phức tạp khác. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về Poverty Porn? Nếu quan tâm đến chủ đề này, bạn có thể tìm đọc cuốn Doing Good Better tại link ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, và mình là Pink Dot. See ya!